Rồi, bắt đầu nhé anh em. Công việc của tối hôm nay đó là bạn này bạn ấy muốn lên cái võ hồn cấp 4 và bạn ấy chuẩn bị sẵn đồ đây rồi. Mình sẽ úp giúp cho bạn ấy, đồng thời là review up cho các bạn ấy nhé. Ok này, nào. Mình sẽ búp hết lên đó này. Tại vì chỉ số nó phải là búp lên nó mới chuẩn được. Đó, cái lát hỏa công này. Đầu tiên là nói về hỏa công thì các bạn soi sơ qua đồ đây này, tất cả đều giữ hai slot hỏa hết ở những cái đồ mà có thể ốp được hỏa. Còn lý do vì sao mà ở đây nó có 6k4 thôi, tại vì đây là nó mắc rồi và trùng này đấy, những cái này này, những cái trùng này nó không có thuộc tính, thành ra thuộc tính nó có 6k4 thôi, chứ đúng ra của nó là tầm 7k2 7k3 gì đó nhá các bạn. Ác xịn về à, toàn trùng. Xịt cả cũng dài cũng ok nha anh em hò. Xoài uống lạnh đúng mà. Thôi không nói về xoài nữa các bạn nhé, để nói như mình lại thèm. Đây, bây giờ này, ác này. Giảm kháng, chỗ này là 722, nhưng mà 722 nếu anh em đánh đôi đài thôi là cũng hơi thừa. Tại bọn đánh lôi đài toàn kháng 3-4 thuộc tính thôi, nên anh em để kháng thì khoảng tầm 3-400 thôi được. Tại lôi đài không mấy ai người ta kháng triệt để đối phương cả. Đó. Thì đây một cái báo vương lệnh này, 4 sao. Máu giới hạn 3k2, đó, vũ cổ kỹ thuật đạt 7. Rồi Bảo Châu thì cũng xem. Đặc biệt là cái này nha anh em, mình lưu ý với anh em là cái bách hoa cẩm y này này. Toàn server này có duy nhất một cái bách hoa cẩm y này là vĩnh viễn và có thuộc tính thôi. Còn một số cái khác ấy, thì không phải là thời trang bách hoa cẩm y và nó xấu hơn. Hình như đâu đó còn một cái áo của tiêu dao cấp 2 thì phải. Cái áo, những phần thưởng này là đợt top tài phú ở đầu server hình như mới có thì phải. Đây, cái báo bách hoa cẩm y này. Thế cho nên bây giờ nó là độc nhất nha anh em. Hiện tại. Đó. Thì bạn Chiến Nguyễn hỏi thèm chơi quá mà con vợ rồi không đưa DK chơi cứ lên xem clip của bạn. Ôi. Ok nha bạn Chiến ơi. Anh em nào không có điều kiện chơi thì xem livestream thôi, chúng ta chém gió cho nó vui được rồi. Rồi tiếp này. Long Văn nội hội cái này ngon này, nội công hội nội thủ hội công này ngon đấy, 231 210 cái này điểm huyệt mục tiêu. Thực ra cái điểm huyệt này nó hơi phế một tí nhưng mà thôi cũng được. Trùng liên này các bạn, trùng giáp ở đây một cái minh tôn hỏa công giảm tốc. Mã Giáng sinh thì còn 11 ngày các bạn. Đây là một cái kiên quyển bao tay trùng đới. Đây là một cái trùng, à quên sorry, một cái giày điểm gần mắc 95 96 gần mắc 96 97 97 98 đấy, có ba những cấp đấy gần mắc. Combo này hai trùng nhỏ này và hai trùng to. Đó. Nhìn chung là cái ác này cái tỷ lệ trúng trùng ấy nó rất cao, tại vì nó có các bạn biết đấy là một xác suất, hai xác suất, ba xác suất, bốn xác suất này, năm xác suất, rồi cái này thêm một cái khóa này nữa cho là 6 xác suất khóa đấy các bạn đếm ở trên này này, 1 2 3 này, 4 này, 5 này đấy, và cái bá vương lệnh đây 6 6 xác suất khóa. Cái báo mưa lệnh thì chắc ăn rồi, tại vì cứ đến giây là nó đặt bẫy thôi. Thì tiêu dao này nó có một cái lợi thế rất lớn, nếu như mà bạn đeo càng nhiều trùng ấy, thì bạn chơi theo cái kiểu khác. Còn nếu như bạn đeo nguyên đồ chế thôi ấy, thì bạn lại phải chơi kiểu khác. Đeo trùng này ấy, thì cái đam F1 của bạn ấy, cái đam thường của bạn ấy nó rất là bé. Nhưng mà bù lại thì nó có 6, đấy như mình nói đấy, 1, 2, 3 này, 4, 5 này, 6.
sáu cái hiệu ứng mà có thể dính trùng. Đấy, nó chỉ cần dính một phát trùng thôi, có thời gian đấy hoặc bắn tiếp nó là rồi trúng trùng nữa theo đấy. Như giờ mình đánh nhau với nó hôm trước ấy, các bạn xem đấy. Cái lợi thế của tay dài nó rất là lớn. Ok, rồi nè, xem võ hồn nè. Đây cái võ hồn này cậu có 3 đây. Hôm nay cậu ấy muốn nhờ mình là lên hộ cái võ hồn cấp 4, thì các bạn biết đấy, nâng võ hồn thì trên kênh có video rồi nhé. Anh em nào chưa biết cách nâng thì các bạn lên gõ là cách làm võ hồn NTM phát là thấy. Quay trở lại với cái võ hồn này, ở đây là cấp 3 rồi, nhưng nâng lên cấp 4 thì nó những nguyên liệu là có sẵn đây rồi. Ok, kỵ nè. Đấy, áo này mặc mặc dù cái áp này có áo nhưng mà bù lại là kỵ thuộc tính thì chưa có. Đấy, hơi buồn một chút. Nhưng vẫn còn cơ hội mà. Pet xem nào, một con viễn cổ kỳ hồn, một con thủy phỉ, một con tôn mỹ mỹ, một con yên thú. Ở đây là một con băng tằm. Ok, không gì cũng ngon thôi. Điển bi này, Vũ Việt nhị thiện, nói chung đủ hết rồi, chả thiếu gì. Nhưng đặc biệt cái áo này ngon, nhưng mà mỗi tội màu này hơi xấu. Để xem danh hiệu tầm bao nhiêu nào. Cái mình ra xem danh hiệu trước nhé. Trong thời gian xem danh hiệu ấy thì các bạn thấy ở đây nó có những cái set đồ phụ này mà có thể thay và trùng vào này. Đó, đây. Thì bây giờ mình thử thay cho các bạn nhé, để xem danh hiệu bao nhiêu này. Á chà, đăng tiên các bạn ạ. Đăng tiên này, thiên thần này, trong thiên ngoại tiên đấy. Có ba top 3 cấp độ cuối ở đây. Đăng tiên này, xong đến thiên thần này, trong thiên ngoại tiên này. Dưới đăng tiên là hư không phấn toại nhé. Rồi, tiếp này xem nào. Okay, ở đây hỏa này đang là 6 có 4 2 7 nhá, mình sẽ thay cho các bạn nhìn xem là nó hỏa khi mà không đeo trùng nó sẽ như thế nào nhé. Đó, này. Thử này. À thật luôn chứ không phải thử gì. Đó, đây. Rồi, khi đeo trùng này, à không đeo trùng này. Đấy, các bạn nhìn đấy, hỏa công nó đã lên là 7k2 rồi. Đấy, tuy nhiên là mất hết những hiệu ứng kia. Mất đi 5 cái hiệu ứng. Đây, 5 cái hiệu ứng đây này. 1, 2, 3, 4, 5. Mất đi 5 cái hiệu ứng có thể trúng trùng. Nhưng đồng thời là hỏa công thì đồng thời lên ấy, thì F1 nó lên. Đó. Nhá. Lý giải vì sao máu thì tụt đều ít. Còn trùng giáp thì đương nhiên chúng ta không nên thay đồ chế vào, chúng ta nên mặc trùng giáp chứ, tại vì trùng giáp ngon hơn mà, đúng không? Các bạn nhìn này, nó ngon hơn nhiều, thủ thiếc rồi là thêm 5% giới hạn máu, ngon hơn nhiều. Cả cái đới này thế này, cái đới này thì các bạn biết đấy, nó không liên quan đến thuộc tính đấy. Hơn nữa đeo đới nữa còn có hai là phong cuồng và thị huyết, bỏ qua phòng ngự ấy còn ngon hơn. Cho nên nhiều khi các bạn cũng chả cần phải chuẩn bị những cái này đâu, nếu xác định đeo trùng cái này vứt. Mình đeo hai cái này à, tôi để phòng thôi, lúc nào giả sử như mà bán nát ấy, chứ còn bình thường đeo thì nó đeo trùng nó đẹp. Đấy, hai đeo đây các bạn nhìn nhá, mình thay vào phát này. Cái máu bên này là 11k này, thể lực là 103, tất cả tính cộng 19 này. Cái bên này là thể lực 101 này. Đấy, máu lên dạng người nó nói chung nôm na là cái chỉ số về cái hai cái dòng ấy. Nó cũng không sai biệt nhiều lắm. Nhưng mà nó hơn là hơn ở cái 5% như vậy. Và nó hơn ở những gọi là mỗi mỗi thứ một tí. Ngoại thủ nội thủ là 1K982 à, cái này thì mình có một dòng thôi. Tất nhiên có món nó có hai dòng, là không có kháng độc nhưng nó có hai dòng nội ngoại thủ ngạn đấy, vân vân. Còn dòng thân thì cũng na ná nhau thôi. Đây, thử boss đây cho các bạn xem này, so sánh phát xem này. Đấy, nên là cái giáp này thì chúng ta chủ yếu mua nó để lấy cái phần trăm 5% máu là chính. Còn giả sử như nó không có 5% máu ấy, thì cái giáp này không ăn thua, chắc cũng chả ai chơi. Vừa tốn tiền mà nó hiệu quả không nhiều, nhưng mà hay một cái là nó thêm 5%. Rồi, đó, để các bạn nhìn rõ hơn này. Còn cái đới thì sao? Đây, cho các bạn xem cái đới này. Đó.
xem NTM review là các bạn phải thấy được ngọn ngọn ngành của vấn đề đúng không? Ok đây. Đây đợi đây. Mình để rác thảo tí. Đây cái đới đây. Đó và các bạn nhìn này, cái đới ở đây thì nó có một thứ nhất ấy là nó hơn đồ chế rất nhiều là ở cái máu giới hạn 11k này. Đấy. Đấy. Thứ hai nữa ấy, là các bạn biết đấy, mặc dù là cái đồ chế thì có một số món là nó có cái dòng nội lực hoặc là cường. Nhưng trong cái trường hợp này ấy, thì là cái đồ bùa nguyệt của cái chú ác này này thì là có ba dòng là né thể và hội thủ, thân hội thủ đấy. Thì cái đới này mặc dù là nó không có cái dòng hội thủ nhưng nó bù lại cho bạn nó cái dòng 10 11 điểm hội công như kìa. Mặc dù nó không có nội ngoại thủ đang nói cái đới ấy như cái bùa nguyệt này. Nhưng mà cái chí 93 điểm như kìa. À sorry, 103 cộng với lại 19 như kìa. Đấy. 103 điểm chí cộng 19 điểm chí nữa đấy thì nó sẽ lên được đâu đó khoảng gần 1k nội thủ nữa. Thì tức là nó sẽ kém cái đồ chế này khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 600 thôi chứ không phải là 1k 7 đâu nhá. Đấy các bạn xem và các bạn hiểu vấn đề. Còn ngoài ra ấy thì đương nhiên nếu giả sử nhé, giả sử như cái bồ nguyệt này nó cũng có chí thì coi như là cái đới thua. Đấy, giả sử thôi nhé, nhưng mà nó lại hơn đấy, mình muốn nói cho các bạn những cái điệu độ mà hơn thiệt đấy. Đấy, còn cái việc thể lực mà nó lên ngoại thủ ấy, thì hai bên như nhau cũng không nói vấn đề đấy. Nhưng mà thường là cái ưu đãi nếu như các bạn chơi đồ boss ấy, chẳng hạn đồ boss ấy, thì là nội thủ né tránh nội lực thể lực thân pháp hội thủ tất cả một tính đúng không, thì thường nó cũng không có chí, vì vậy là cái dòng chí của bên đới này này nó bù cho bên gọi là nó bù cho khoảng tầm một hơn 1k đấy thì các bạn sẽ rất là ngon. Thua thiệt so với đồ chế chỉ có một tí ti thôi đó, nhưng mà cái né tránh của cơ bản kia lên tận 1k2 chứ bên này có 749 đấy. Nếu ông nào chơi võ đăng khí thì thêm được một cái cục khí là 5k 7 ở đây này cộng với lại thêm được 103 điểm chí cộng với 119 điểm chí nữa đã, không thấy nhiều không, cái thằng võ đăng mặc đới là ngon nhất đấy, nhưng mà chơi võ đăng chí cơ. Còn nhìn, nhìn chung đấy các bạn, theo như mình thấy là ngoài cái bộ nhẫn tức là nếu như mà là mình ấy, mà là giới cái việc giá mà mình quy định được ấy, thì mình phải cho cái đới nào đắt nhất, tại vì nó cái độ hơn của nó hơn đồ chế nhiều nhất đúng không, mà cái yêu đà chỉ khó lắm. Còn bộ bộ này nhá, đây là bộ này các bạn này, cái bộ giới bằng ngọc ấy thì chúng ta đều biết là nó cũng hơn ở 11k máu đấy, hơn ở 11k máu đúng không. Đây mình bóp cho bạn xem này, đây lên cao cao tí tổ bố nó có dòng chảy chảy, mặc dù đúng là nó hơn 11k máu đó, thể chất các thứ nó cũng hơn một chút thôi, nhưng nhìn chung ấy thì cái này nó lại không bằng cái đới. Tại vì sao, nó mất cái mất nhiều hơn, mất 177 điểm hỏa công nhỉ, mất luôn cả nội công nhỉ. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái nội nội thủ ở đây này, đây nó lại được 1k nội thủ ở đây này đấy. À thế nên cho nên ấy, vì sao mình nói là cái đới đúng ra ấy, đúng ra là cái đới nó phải cái đắt nhất luôn đấy, nhưng mà nhiều khi mà chơi game nó cũng không gọi là theo xu thế chứ không thể làm một người quyết vào được. Đấy, cái đới này ngon, coi như nhìn chung cái ác này thì cũng hết ngóc ngách rồi, sơ qua một vài điểm như vậy thôi các bạn thấy nó cũng hay ho và này nọ nhá. Bí tích ở đây thì 99 78 1, thực ra nói thẳng với bạn như này này, các bạn chỉ cần nâng một quyển lên 99 thôi, hai quyển kia nâng lên 9 cũng thế thôi, không cần đâu thật đấy. Nên mình chia sẻ thật, chỉ cần quyển này. À, đây xong xem này, xong trong đây có gì không ta, trong này thì mấy cái đồ scare thôi, không có gì, hỏa độc mấy cái này thì vứt to. À đây một cái hỏa công nhưng mà nó lại không có chính xác đúng không. Cũng ngon đấy, hỏa công bỏ qua một độc, đây có nhiều độc công phết. À cái này hỏa độc nhưng nó lại là suy nhược, võ hồn 3 toàn mỹ này, cái này vứt xó đây phí nhỉ, ta không mang đi mà làm xác phụ cho máu.
Nhiều ngọc bách à, đây nó còn chuẩn bị sẵn ngọc cho mình đây, chỉ việc ốp đây này đó. Nó bây giờ đi làm nó thanh niên này, cái võ hồn cấp 4 này,